quý vị và các bạn đang đến với kênh của Tấm, Cuộc Sống Ven Sông. Và ngày hôm nay Tấm sẽ review cơm tấm đây. Hình như thiếu cái gì đó. À, Tấm nhớ ra rồi, đó chính là thiếu nước mắm. Ăn cơm tấm mà thiếu nước mắm coi như là phí phạm cuộc đời. Chính vì vậy Tấm đã chuẩn bị một bịch nước mắm như thế này đây. Thì bây giờ mình chế vô. Anh lỡ tay rồi, nhưng mà không sao, bởi vì Tấm ăn mặn quen rồi. Nó cũng dở luôn nha mọi người nha. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay Tấm review cơm tấm chỉ cho mọi người thấy cái dĩa cơm tấm thôi, còn ngon hay dở là kệ nó. Wow, anh Giang và mọi người ở phim trường ơi, chắc là có lẽ bây giờ anh Giang đang suy nghĩ trong đầu là đếm bao nhiêu hạt cơm tấm đúng không? Sai lầm rồi, em không để anh Giang mắc lừa nữa đâu. Ngày hôm nay em có một thử thách rất là khó dành tặng cho anh Giang cũng như tất cả mọi người ở phim trường. C. Ông bà ta có câu học ăn, học nói, học gói, học mở. Học ăn rồi, học nói rồi, học gói rồi, nhưng mà Tấm chưa học mở. Wow, ở đây có tổng cộng 60 bịch nước mắm. Và bây giờ Tấm rảnh rỗi không biết làm gì, Tấm sẽ mở từng bịch ra. Chỉ với một bịch thôi mà Tấm phải bỏ công bỏ sức rất là nhiều. Vậy Tấm đố anh Giang và tất cả mọi người, trong 60 bịch nước mắm này Tấm sẽ mở ra trong vòng bao nhiêu giây? Nào, chọn ngay đi. Bây giờ mình bắt đầu phân tích nè. Quan trọng là mở kiểu gì. Ví dụ như cái mở từng nút này thì nó nhanh, nó lâu. Nhưng mà cầm tuốt ra thì nó rất là nhanh. Nhanh. Nếu mà mở từng này thì một cái mình cho là 5-7 giây thì 60 nhân lên là 3.000 giây. 6-5-30 là 300 giây. 300 giây chia ra 60 lại thì là ra số phút đúng không? Là 5 phút. Ủa mà quan trọng là mình tháo cổng dây thun ra luôn hay là cắn một cái góc ở dưới đít xong rồi mình xịt cho nước mắm ra ngoài? Ô, là nghĩa được. Là chỉ là tháo dây thun ra khỏi cái bao nước mắm. À. Thưa quý vị thân mến, quý vị cùng chúng tôi đoán xem mất thời gian là bao nhiêu lâu. 30 giây, mời quý vị chọn ngay đi. 5 nghệ sĩ và 300 khán giả trường quay sẽ đưa ra con số dự đoán qua một ứng dụng trên điện thoại. Sau 30 giây, hệ thống sẽ tính điểm trung bình từ những kết quả của khán giả và so sánh với kết quả gần đúng nhất của một trong 5 khách mời. Bên nào đưa ra con số dự đoán gần đúng với kết quả sẽ giành được chiến thắng và giải thưởng 3 triệu đồng. Nếu như thắng thì không chỉ nhận được phần thưởng mà đội hình nghệ sĩ còn được giữ nguyên, không ai phải ra về. Năm giây còn lại. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ chờ xem lúc mà quay cái cảnh đó là Lê Vũ Lâm làm thấy ghê lắm. Tháo rồi rất là khó khăn. Khả năng là lừa thôi. Lừa đấy, có khả năng là lừa đấy. Ừ. Chúng ta cùng xem clip đáp án của chương trình, xin mời. Tấm đây quả thật giỏi giang. Bây giờ Tấm sẽ mở liền ra ngay. Thấy chưa? Hai. Ôi, nhanh thế. Chậm rồi. Thì phải có cộng này cộng kia. Ôi, 3 phút mấy rồi đúng không? 3 phút là 3 phút là được không nhỉ? Ôi, 3 phút mấy rồi hả? Vâng. 57, 300 mấy chục giây. 58, gần 400 giây. 59. Sáu phút.
Kính thưa quý vị, các bạn, sau một thời gian dùng hết sức con gái của mình tháo 60 bịch nước mắm và thời gian tắm tháo với số phút là 6 phút 35 giây, có nghĩa là 395 giây. Ba trăm chín mươi lăm giây là thời gian của Lê Dương Bảo Lâm tháo 60 bọc nước mắm. Bây giờ chúng tôi sẽ thông báo tới quý vị một nghệ sĩ có số dự đoán đi tà nát gần với đáp án chương trình nhất. Tức là người đó sẽ là người dĩ nhiên ở lại là chắc chắn. Còn có chiến thắng khán giả hay không thì chúng ta sẽ hạ hồi phân giải. Xin mời. Thưa quý vị, chắc chắn người mà chính xác gần đúng nhất là một người đàn ông nha thưa quý vị. Người đàn ông. Con số của chương trình là 395 và xin chúc mừng cho Duy Nam 356. Tức là sai số là 39. Vâng, mình đang là tỏa sáng đấy. Em thì em thấy anh Lâm anh ấy hay pha trò ạ. Đấy. Rồi là lúc mà anh ấy làm thì đôi khi em tính cả thời gian anh có thể anh quay ra anh live stream, rồi là tương tác với cả khán giả. Với lại cả lúc đấy thì các mà anh ấy bảo là một cái thông tin là khoảng 5 phút, 5, 6 là 30, khoảng 300 phút thì em tính cả thời gian live stream, live chụp cộng vào nữa thì nó ra con số đến như vậy. À, là tính em tính là 5-6 phút gì đấy. Vâng, trước thì em cũng có làm thợ xây, thế nên ra là cái ngành nghề này về số má thì em cũng thông thạo. Và đây, vỗ tay rồi. Thì niềm vui của em cũng là nỗi buồn cho những người bên cạnh. Thưa quý vị, kết quả sẽ có sau vài phút giải lao. Xin cảm ơn. Đến với Trung Bình Cộng của 300 vị khán giả tại trường quay. Thưa quý vị, để xem khán giả thắng hay là Đỗ Duy Nam thắng. Xin mời. Đó nghĩa là vẫn còn đầy đủ nghệ sĩ ở lại. Vâng. Hay ơi, cảm ơn anh nha. Thấy hôm nay là có cảm xúc chứ. Cảm ơn thương em quá. Em đã dẫn tụi anh ở lại. Ủa không có, đi về hết luôn hả? Là đi về hết luôn đấy. Không, không có thì một người về thôi chứ. Là cái người sai số nhiều nhất là đi về. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ biết cái người sai số nhiều nhất đó là ai. Chắc tôi quá. Và thoát tim à. Chắc là em rồi, chắc là em rồi. Chứ tôi nhìn màu da, tôi thấy màu da Hiếu hơi xanh nha. Hơi xanh đấy. Ai là người vừa được Đỗ Duy Nam cứu sống? Xin mời. Anh chẳng nói vậy. Đó chính là Hồ Quang Hiếu. Trời ơi, ông hiện ra sao? Ông Hiếu, ông Hiếu. Đó. Em về nhà hả? Em tưởng em về nhà rồi chứ. Sao Hiếu lại chọn là 180? Thấy Lâm làm chậm quá. Ở nhà em cũng hay lột cơm tắm ăn đó, mua về là lột rất là nhanh. Nhiều khi sợ dơ tay hoặc gì đó. Nãy em đếm sẵn nè, 1, 2, 3. Vậy thôi, 3 giây mình thôi. Trời ơi trời, cái đó là Hiếu làm, cậu này là Lê Dương Bảo Lâm làm mà. Lâm đâu có rành về ăn uống nhiều. Thì em tính theo cái của em thôi, nên nó sai. Sai quá, không sao.
Tôi được cứu rồi, cảm ơn. Không thôi đi về sớm là hơi tiếc. Thì đó, dạ. Hồi nãy mà Hiếu cao cao tí thì bên kia cũng nguy hiểm ha. Em cũng tính ra đấy, em cũng nhân 3, 1, 2, 3. Em tính vẫn 1, 2, 3. Em tính là cái phần, cái mẹt này này, đoạn với xa em cộng mỗi lần 1 giây nữa. Có 13 gói, đấy. À, là 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đúng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Quý vị không may mắn thôi, đừng buồn. Với lại thưa quý vị là dòng đầu có 3 triệu à, lấy chi? Lấy chi? Mình đợi dòng 20 triệu, 40 triệu rồi lấy, đúng không? Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hề hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.